Chào các bạn, tôm là món ăn rất nhiều canxi, rất tốt cho xương. Hôm nay Ngọc chia sẻ đến cả nhà làm món tôm luộc, nước dừa với lá dứa. Tôm có màu sắc rất đẹp. Món này làm rất nhanh và dễ. Bây giờ mình mời cả nhà cùng vào làm với mình nha. Mình có 500g tôm. Tôm này còn sống, mình mua về. Trên đường mình đi thì nó ngộp này. Mình cho vào một muỗng cà phê muối, 3 muỗng canh giấm. Mình massage 5 phút rồi mình đem rửa sạch. Tôm mình rửa sạch, bây giờ mình đi lấy chỉ lân. Mình cắt cái râu cho nó gọn, còn mình để cho nó đẹp. Mình làm tôm xong rồi mình đi rửa sạch. Tôm này thì mình đã rửa sạch và để ráo. Mình ướp một muỗng canh đường, một muỗng cà phê hạt nêm. Mình ướp 10 phút. Ướp đường á, ướp hạt nêm á thì nó ngon lắm. Đường ướp thì nó dai. Và mình ướp trong ngăn mát tủ lạnh cho nó tươi. Mình chuẩn bị 30g lá dứa, 15g gừng, 200ml rượu trắng, 400ml nước dừa tươi, một muỗng cà phê dầu mè để mình luộc tôm. 400ml nước dừa tươi, mình để lửa lớn cho nhanh sôi. Mình đậy nắp lại để giữ được hương thơm. Nồi nước luộc của mình sôi được 4 phút thì nó thơm hết rồi đó. Mình vớt lá dứa ra. Và lá dứa thì mình đừng có xài cái cọng trắng là nó đắng. Mình cho vào một muỗng cà phê dầu mè cho nó thơm. 200ml rượu trắng, luộc tôm cho nó thơm. Tôm thì nó khử bằng rượu rất là hay. Mình đậy nắp lại cho nó sôi. Đào nước luộc tôm mình sôi rồi, mình cho tôm vào này. Và mình cũng để lửa lớn. Mình cho hết cái nước ướp vào luôn. Mình không cần phải nêm gì hết. Lá dứa giúp cho tôm đỏ và rất là thơm. Mình đậy nắp lại, mình đun sôi 5 phút. Tự vì tôm mình to và mình để ngăn mát tủ lạnh thì nó đã lạnh rồi. Nếu mình không để ngăn mát và tôm nhỏ thì mình luộc khoảng 2 phút thôi. Tôm sôi thì mình đảo lên cho nó đều. Tự vì nước này nó ít á. Ở nhà thấy tôm rất là đẹp. Tôm này là tôm thẻ nè, nếu mình mua được tôm sú thì nó rất là đỏ luôn á. Tôm của mình chín rồi cả nhà ơi, nó thành cái hình chữ C như vậy là chín rồi nè. Mới được 4 phút rưỡi thôi thì mình tắt bếp. Bây giờ mình vớt tôm ra. Cả nhà thấy tôm mình đỏ đẹp không? Bây giờ mình thưởng thức. Mình chấm với muối ớt xanh. Mình mời cả nhà nha. Tôm thì dai ngon, mình luộc với lá dứa, dầu mè, gừng, rượu. Thơm lắm cả nhà ơi. Và tôm thì có màu đỏ rất là đẹp. Video của mình đến đây là hết. Chúc cả nhà thành công. Nếu cả nhà thì thích thì hãy like, đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.